Bằng Ngô xem review không quên kêu bằng. Cuộc đua xe bắn súng diễn ra trên một con phố giữa những chiếc Range Rover và một siêu xe Lotus. Phía trước xuất hiện ba chiếc xe cảnh sát. Chàng tài xế điển trai đánh lái là một vòng drift. Bà cô già trên xe thể hiện trình độ xạ thủ của mình. Hai tay hai súng đẩy lùi được đối phương đang tiến đến từ hai phía. Chúng ta lại gặp nhau trong phần 2 của bộ phim Red. CIA tái xuất. Frank và Sarah đang có một cuộc sống êm đềm. Họ cùng nhau đi mua sắm đồ đạc cho căn nhà mới. Chuyện sẽ không có gì nếu như Marvin không xuất hiện. Ông muốn Frank tham gia một kế hoạch cùng ông, nhưng Frank đã thẳng thừng từ chối. Anh lấy lý do đã giải nghệ vì lo sợ nguy hiểm cho vợ của mình. Có vẻ không thuyết phục được Frank, Marvin lái xe rời đi. Một lúc sau, chiếc xe do ông lái bị phát nổ. Frank và Sarah đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Vài ngày sau, họ đến nhà thờ, nơi đang diễn ra đám tang của Marvin để nhìn mặt ông lần cuối. Mặc dù vậy, Frank vẫn chưa tin rằng Marvin đã chết thật. Anh dùng một cây kim để thử phản ứng nhưng tuyệt nhiên không có phép màu xảy ra. Trên đường rời khỏi nhà thờ, Frank bị một nhóm người xưng là đặc vụ chính phủ đến để đưa anh đi. Trước đó anh đã dặn vợ mình đến nhà an toàn mà anh đã thiết lập. Một người đàn ông tóc vàng đến trụ sở nơi Frank đang bị tạm giữ tự xưng là Jack. Luật sư của Frank muốn gặp quản lý của trụ sở. Hắn ta bất ngờ hạ sát cô trực bàn, tiếp đến giết luôn ông quản lý và hàng loạt cảnh vệ trước khi tiến đến phòng thẩm vấn, nơi Frank đang ngồi. Mặc dù Frank cố gắng thuyết phục đặc vụ còn lại mở khóa giúp mình nhưng không kịp. Anh ta bị giết và tên Jack đã vào được đến nơi. Hắn ta đe dọa đã bắt cóc được vợ anh, muốn anh khai ra một số thông tin, bằng không Sarah sẽ chết. Anh bất ngờ đập đầu mình làm gãy đôi chiếc bàn, dùng thanh sắt giữ xích để đập từng kẻ một, bắt một tên làm con tin, nhưng hắn lại bị sếp của mình hạ sát. Anh nhanh chóng trốn vào một căn phòng, tên thứ nhất vào thăm dò đã tự ẹo. Những tên bên ngoài đã loạt đạn vào bên trong, bốn tên xông vào, một tên lật xác đồng bọn của mình, một quả lựu đạn đặt dưới phát nổ làm cả bốn tên bay xác, bốn tên còn lại xông vào sau đó nhưng lần lượt từng tên cũng bị bay màu. Tên cuối cùng lợi dụng lúc anh bị thương đến để giết anh, nhưng bất ngờ Marvin xuất hiện với một khẩu súng hoa cải giúp hắn đoàn tụ với ông bà. Cả hai thoát ra khỏi tòa nhà, Sarah đã đợi ở bên ngoài. Hóa ra Marvin một lần nữa lại giả chết nhằm mục đích lôi Frank vào cuộc, và ông đã đưa Sarah từ nhà an toàn đến để đón chồng cô. Trên đường lái xe, Marvin kể khoảng 3 ngày trước, một kẻ vô danh đã đăng tải loạt tài liệu lên mạng, ghi rằng Frank và Marvin đã từng tham gia vào một chiến dịch tên Night Sect vào năm 1979. Đây là lý do khá nhiều kẻ muốn truy đuổi họ, vì nghĩ họ nắm giữ thông tin về chiến dịch. Marvin trước đó đã bắt cóc phó giám đốc tình báo quân sự và nhốt vào cốp xe. Ông ép cung vị phó và được vị này giải thích rằng Frank và đồng đội bị truy nã vì tham gia chiến dịch Night Sect, một hoạt động bí mật trong chiến tranh lạnh liên quan đến lắp ráp và cất giấu một loại bom hạt nhân ở Nga. Người chế tạo loại bom này là tiến sĩ Bailey, một tiến sĩ vật lý thiên tài, nhưng hiện tại mọi người không biết ông tiến sĩ này đang lạc trôi nơi đâu. Về phía Jack, một vị tướng đã không hài lòng về hắn ta khi nhóm lính truy đuổi Frank đã thiệt mạng hết. Ông định báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng tên Jack đã nhanh tay bịt miệng ông. Jack gợi ý cho gã sếp David thuê một sát thủ người Hàn có tên Han, hắn sẽ xử lý việc này. Đoạn phim lướt đến Hồng Kông, nơi soái ca Hàn sảnh tên là Han chuẩn bị có cuộc gặp riêng với một tay trùm Hồng Kông. Sau khi vượt qua lớp an ninh với người không đổ trống, anh ấy vào bên trong và được tên trùm giao nhiệm vụ giết một tay lãnh đạo xã hội đen khác. Nhưng lão ta không ngờ được tay trùm ấy đã trả giá cao hơn để Han giết lão. Anh ấy cẩn thận gấp giấy theo phong cách origami thành một mũi dao cứng nhọn, nhanh như cắt, anh đâm vào huyệt hầu của lão. Anh cúi chào, còn lão ta gục người về phía trước, nhưng an ninh qua camera chỉ nghĩ đó là phép lịch sự, cho nên Han thoát được ra khỏi đấy an toàn. Ngay sau đó Han nhận được cuộc điện của Jack, anh ta được Han giao cho nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ bất khả thi. Cảnh chuyển đến trụ sở đầu não của MI6 ở London. Ông giám đốc khi nghe tin Frank và đồng bọn đang tổ chức một cuộc tấn công khủng bố, liền lập tức đi tìm Victoria, vốn là đồng đội cũ của Frank ở phần 1. Ông muốn Vic giết Frank nếu như bà còn muốn tồn tại trong xã hội này, ít nhất Vic cũng có phép lịch sự của người Anh. Khi gọi điện thông báo cho Frank về sự việc, bà nói với anh trong khi thờ ơ hòa tan một xác chết bằng axit trong bồn tắm. Tiện thể bà thông báo luôn cho Frank về gã sát thủ Han. Hóa ra Han từng là một đặc vụ NIS của Hàn Quốc. Anh ta đã trở thành sát thủ sau khi bị Frank phản bội và mất chức. Giờ đây anh ta được tên Jack thuê ám sát Frank để đổi lấy 20 triệu đô la. Trên chiếc chuyên cơ riêng, người của Han đã truy ra được thông tin vào khách sạn nơi nhóm của Frank đang trú ngụ. Đội của anh ta đến một phòng phía trên để chuẩn bị phương án tấn công. Qua camera theo dõi, Han không thấy ai trong phòng của Frank. Ngược lại anh còn được nhận hung tin rằng Frank đã cướp đi chiếc chuyên cơ riêng của mình. Nhóm Frank lập kế hoạch tìm một tên đầu mối liên quan đến vụ này sẽ có tên Frog. Họ đến một khách sạn ở trung tâm Paris. Tại đây Frank được gặp lại Cartier, chỉ huy của các đặc vụ Nga và đã từng là người tình của Frank. Họ chào nhau bằng nụ hôn cháy bỏng khiến Sarah nóng máu. Họ nhờ vả Cartier truy tìm tung tích của Frog. Ngược lại, cô ta muốn mọi thông tin về cơ sở CIA nơi Frank từng làm việc. Nhờ Cartier chỉ điểm, nhóm Frank đã tìm được quán cà phê chỗ Frog đang ngồi. Frank và Sarah lập kế hoạch bắt hắn, nhưng vì một vài giây mất bình tĩnh, Sarah đã bị hắn phát hiện. Hắn ta dùng súng bắn loạn xạ nhằm thoát thân, cướp được một chiếc xe máy của người đi đường. Hắn vội vã
vã phóng đi. Frank được người tình cũ hỗ trợ đuổi theo bằng siêu xe, hai bên đuổi bắt náo loạn cả phố. Cuối cùng họ cũng bắt được gã khi Frank đâm xe vào hắn. Họ đem gã về nhà riêng của hắn để tra hỏi. Cả nhóm dùng mọi cách moi thông tin nhưng gã vẫn không trả lời. Đến lượt Sarah ra tay, dùng kỹ năng mơn trớn hôn hít làm gã si mê mà giao ra một chiếc chìa khóa. Frank đứng chết lặng, anh vừa bị vợ mình trả đũa. Đêm đó, Cassie gõ cửa phòng Frank, muốn anh ra ngoài để bàn công việc. Trước khi đi, anh được Marvin giao cho chiếc chìa khóa. Bữa ăn tối tưởng chừng như êm đềm và lãng mạn, nhưng anh không ngờ mình lại bị người đẹp đánh thuốc mê. Trở về với thân mình cứng đờ, Sarah cằn nhằn chồng mình vì u mê tình cũ nên đã làm mất chìa khóa. Nhưng may mắn, Marvin đã nghi ngờ ả từ đầu, nên chiếc chìa khóa trước đó giao cho Frank chỉ là hàng pha ke. Khi Frank và Marvin đang đi dạo trên phố, nhìn thấy chiếc xe khả nghi qua tấm gương trên cửa sổ, anh vội kéo Marvin nấp sau một chiếc xe ô tô. Kẻ đang ôm chiếc súng máy chính là Han. Cả hai cố gắng bò trườn về phía khác để tránh loạt đạn của hắn ta. Sau vài giây khởi động, Han hỏi Frank rằng anh đã siêu thoát chưa. Hắn tiếp tục nổ súng khi anh phủ nhận điều đó. Vừa xả đạn, hắn vừa đòi anh phải trả chiếc chuyên cơ đã bị anh cướp mất. Một lúc sau, Frank đã cho nổ chiếc xe đang che chắn mình. Han tiến đến phát hiện hai người đã trốn qua đường cống ngầm. Vợ chồng Frank và Marvin tìm được chiếc hộp chứa tài liệu quan trọng của MI6. Họ phát hiện một báo cáo về dự án NYSEC. Bên trong tài liệu có ghi về một người bị giam giữ tại địa điểm có tên là ICE. Thời gian người bị nhốt tính đến lúc mọi người phát hiện đã là 32 năm có lẻ. Frank lập tức đoán ra, họ lại bắt đầu di chuyển đến Anh Quốc. Chiếc xe bon trên đường bỗng dừng lại vì một nữ sát thủ cầm súng bắn tỉa chặn bên kia cầu. Ra là Victoria, đồng đội cũ của họ. Bà ta muốn giết tất cả theo lệnh thật ư? À không, bà ấy chỉ muốn ngụy tạo hiện trường giả giúp mọi người thuận lợi làm việc thôi. Victoria dẫn cả đội đến nơi đang giam giữ kẻ từ 32 năm trước. Đây là trại tâm thần cho những tội phạm điên loạn. Để có thể giúp đội thâm nhập, Victoria giả trang thành một bà già tâm thần muốn làm hoàng hậu Anh Quốc. Khi chỉ còn bà và một người nữa trong phòng, bà giật kim tiêm chứa thuốc gây mê và đâm ngất tên điều dưỡng to béo. Frank và Vic lại giả trang thành những ông bà bác sĩ. Họ tìm thấy người cần tìm trong một căn phòng đầy kiến thức. Ông là Bailey, tiến sĩ vật lý giỏi nhất của Mỹ thời ấy, nhưng có vẻ như bộ não ông có chút lẩn thẩn. Họ kéo ông ra ngoài và trích điện nhằm đưa ông rời khỏi trại tâm thần một cách nhanh nhất. Để tìm hiểu lý do tại sao MI6 cố làm giả cái chết của Bailey, Frank nhờ và Victoria về lại MI6 để điều tra. Bà tự nộp mình vào tay cảnh sát để đỡ tốn thời gian quý báu của mình. Đội của Frank cùng Bailey tiếp tục di chuyển đến Moscow, Nga. Họ đến căn cứ của Ivan, cựu đặc vụ FSB cũng là đồng đội của Frank trong phần 1, và ông cũng chính là người yêu của nữ sát thủ Victoria. Ivan giúp đội Frank di chuyển vào trung tâm của Moscow. Han bất ngờ xuất hiện phía sau tặng Marvin một cước. Frank bị hắn xông phi, ngã vào một cửa hàng tiện lợi. Trong lúc cảnh sát đang cố gắng trấn áp Han, hắn bị Frank khóa tay vào cánh tủ mát bằng còng số 8. Những tưởng hắn sẽ bị bắt dễ dàng nhưng không, với trình độ của một siêu sát thủ, hắn hạ gục cả đám cảnh sát có súng chỉ trong đôi phút. Bailey dẫn mọi người đến nơi được cho là đang cất giấu loại bom tối mật ấy. Trước mặt họ là điện Kremlin nổi tiếng, và họ phải tìm cách để vào được bên trong, phá vỡ tường nhà vệ sinh của một cửa hàng pizza ở gần đó. Một đường ngầm hiện ra, họ theo đó để lần vào dưới khung điện một cách dễ dàng. Katia đang họp bên trong, cô ấy phát hiện ra Frank tình cũ không rủ cũng tới, nhưng cô lại không thông báo với bất kỳ ai khác. Nhóm Frank bắt đầu phân công sau khi họ kiếm được phục trang của quân đội Nga. Sarah nhận nhiệm vụ canh gác, Marvin là người đi gỡ bom. Frank hộ tống ông và Bailey đến nơi cần đến. Họ thuận lợi đi qua đám gác, vào một căn phòng kho. Bailey xách ra một chiếc hộp thiếc, bên trong chính là một quả bom mà thiên hạ đồn là NYSEC. Thành phần cấu tạo nó là thủy ngân đỏ, thứ không ký hiệu nhiệt, không có mụn phóng xạ, không bị phát hiện bởi bất cứ thiết bị dò nào, và đặc biệt, nó có thể thay đổi cán cân quyền lực của một nước chỉ bằng một vụ nổ. Cassie bất ngờ xuất hiện với súng trên tay, cô yêu cầu anh từ bỏ việc này, nhưng Frank đã nhanh cảm hóa cô bằng những lời ngôn lù. Trong khi đó, Sarah được phân công nhiệm vụ canh gác đã bị một anh lính Nga ngố tán tỉnh. Vì không muốn triệt hạ anh ta, nên cô đã cho anh ăn ít cháo lưỡi. Điều này vô tình lọt vào tầm mắt của Frank. Máu ghen nổi lên, anh đập gục anh lính, còi báo động vang lên. Mọi người kể cả cô sĩ quan tỉnh cũ của Frank cùng chạy trốn. Sau đó, họ cùng nhau uống rượu ăn mừng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Frank nhấc máy. Phía đầu dây là Victoria, bà ấy muốn báo với anh về gã Bailey. Rốt cục Bailey cũng lộ mặt, ông ta thực chất là người muốn kích nổ quả bom hơn bất cứ ai. Cả đội bị ông ta dồn vào góc nhà. Bailey tự nhận mình chính là người đã đăng tài liệu về NYSEC trên internet nhằm dụ dỗ đội Frank giúp mình lấy lại quả bom. Ông ta gọi rách như cún đợi chủ. Hắn ta xuất hiện ngay lập tức. Bailey cho một phát đạn giết chết Cartier, nhằm tạo bằng chứng Frank là tên khủng bố hạt nhân đã giết chết sĩ quan cấp cao của Nga. Quân đội Nga có mặt tức thì bắt gọn cả bọn. Nhóm Frank gồm anh, Sarah và Marvin bị đưa ra pháp trường xử bắn. Đội súng đã lên nòng. Bất ngờ Victoria từ phía sau phá đám. Bà phá xích cho Frank. Sau đó bà và anh hạ gục từng tên một, bảo vệ toàn mạng cho cả team. Bailey được đưa đến một chiếc phi cơ. Hắn ta không ngờ đã bị tên rách phản bội, bắt nhốt hắn lên phi cơ để đến một trại giam. Nhưng Bailey đã lường trước được điều này. Nhân lúc lính canh ngủ gật, hắn tự mở khóa còng. Tiếp đến, lấy từ trong đế giày một lọ thuốc độc thần kinh và một lọ thuốc giải. Hắn tự tiêm cho mình lọ thuốc giải, còn dành lọ có độc cho bọn lính trên
khoang. Khi đám lính phản ứng với thuốc, hắn nổ súng giết chết từng tên, chỉ chừa phần sống cho gã rách. Ivan nhận được thông tin chiếc máy bay chở Bailey đã hạ cánh tại London. Hắn đang tị nạn trong đại sứ quán Iran. Họ phải tìm cách để tìm ra được Bailey. Trong khi đi dạo, Frank phát hiện một người bị ngất trong kho. Anh đến kiểm tra và bị Han tấn công. Hắn vẫn cay cú vì vụ chiếc máy bay và ba lần bị Frank xỏ mũi. Cả hai trao đổi chiêu thức nhưng bất phân thắng bại. Cuộc đấu dừng lại khi Frank giơ súng hù dọa. Anh tiết lộ về kế hoạch của Bailey, nói rằng 11 triệu người sẽ chết nếu Han không cùng giúp đỡ. Anh ném súng cho Han để lấy sự tin tưởng. Mặc dù ban đầu Han muốn nổ súng trả đũa nhưng cuối cùng anh ta cũng xuôi lòng. Họ tạm gác lại mọi hận thù để sát cánh cùng nhau. Mặc dù vậy tao vẫn cay mày lắm chọc à, Han nói. Đội Frank phải nghĩ ra một kế hoạch để vào đại sứ quán Iran. Tại một club, Frank giao cô một khẩu súng. Khi thấy tên bộ trưởng Iran bước vào, anh diễn cảnh tát vợ mình để thu hút sự chú ý của hắn. Hắn tiến đến an ủi cô. Sarah sau đó đã quyến rũ hắn và đầu độc anh ta bằng mũi tiêm có tẩm độc. Cô buộc hắn ta phải đưa cô đến đại sứ quán nếu như muốn có thuốc giải. Khi đã vào được phòng của ngài bộ trưởng, một tên đã tra hỏi và đánh cô buộc cô phải nổ súng hạ gục gã. Với Marvin, ông tìm cách để lọt được vào bên trong. Ông thả vào bồn cầu thuốc nổ nhẹ, thứ mà Sarah đã đưa cho ông trước đó, làm hỏng hệ thống thoát thải cục bộ. Han và Frank cải trang thành người của đơn vị sửa ống nước, trốn được sự giám sát ở lối vào. Trong khi đó, Bailey đang có ý định bán quả bom cho người Iran, nhưng sau khi nhận được tiền, hắn ta đã giết hai người trung gian của Iran. Hắn tiết lộ với Jack rằng mình chưa bao giờ có ý định bán quả bom. Hắn ta muốn quả bom nổ tung tại trung tâm London để trả thù cho vợ và đứa con trai 6 tuổi. Họ đã bị những mật vụ anh giết chết. Sarah nhanh chóng xử lý chiếc két sắt bằng nitơ lỏng, lấy được chìa khóa dự phòng căn phòng an toàn. Nhưng khi mở ra thì phát hiện Bailey đã rời đi và quả bom đã được kích hoạt. Frank và đồng đội hạ gục từng tên cận vệ để có thể đem quả bom rời đi. Nhưng Sarah lại bị bắt làm con tin. Han lái xe đưa Victoria đuổi theo Bailey. Frank và Marvin lấy được trực thăng của đại sứ quán Iran để tiện truy dấu Bailey. Marvin cố gắng xử lý quả bom, nhưng sự sai sót của ông khiến nó càng đến ngược nhanh hơn. Phi công lẫn trực thăng sau đó đều bị trúng đạn bởi những tay súng phía dưới, mất lái lao xuống đất. Nhưng nhờ đạo diễn phù hộ, Frank và Marvin đều vẫn sống tốt. Frank xách theo quả bom vào máy bay của Han, nơi Bailey đang bắt giữ Sarah. Hắn cho phép anh đem Sarah đi với yêu cầu là đem theo quả bom ấy, còn Bailey tự mình lái máy bay rời khỏi London. Nhưng hắn không ngờ quả bom đã được Frank giấu trên máy bay trước đó. Anh chỉ cầm ra cái hộp không. Một vụ nổ hạt nhân tuyệt đẹp giết chết gã tiến sĩ thiên tài cùng máy bay của Han. Kết phim, mọi người trở về với cuộc sống như thường lệ. Đây là bộ phim hành động nhưng đan xen nhiều chi tiết hài hước cùng với những cảnh khá vô lý, dễ thấy như việc thâm nhập điện Kremlin nổi tiếng của Nga hay vào đại sứ quán Iran một cách dễ dàng với Marvin. Lại thêm vụ rớt máy bay ở độ cao khoảng 200m, tức bằng với tòa nhà 50 tầng nhưng người ở trong lại không hề hấn gì. Cuối cùng là việc Bailey tự điều khiển được máy bay hiện đại trong khi bản thân bị nhốt trong tù hơn 30 năm. Nhưng không sao cả, phim là để giải trí, chúng ta không nên đặt nặng vấn đề vật lý Ấn Độ để có thể thưởng thức một cách thoải mái. Mình là Bỏng Ngô, hẹn gặp lại các bạn trong những video tóm tắt khác. Xin chào.